Tiền vệ Rodri thừa nhận Manchester City mắc nhiều sai lầm cá nhân trong trận hòa 4-4 trên sân Chelsea ở vòng 12 ngoại hạng Anh. Tôi không nghĩ trận đấu hôm nay là màn trình diễn tốt nhất của Manchester City, Rodri nói sau trận đấu tại Stamford Bridge. Ở khía cạnh cá nhân, chúng tôi phải tự xem lại bản thân, bởi việc để thủng lưới 4 bàn là điều không bình thường với Manchester City. Nhưng đồng thời, đội sẽ tiếp tục nỗ lực. Đôi khi bóng đá là vậy, chúng tôi ghi 4 bàn, nhưng kết quả thì thật khó chịu. Trên sân Stamford Bridge tối 12 tháng 11, Manchester City vượt lên nhờ cú đá phạt đền gây tranh cãi của Erling Haaland, nhưng sau đó để Chelsea ghi liền 2 bàn nhờ pha đánh đầu chéo góc của Thiago Silva cùng cú đệm cận thành của Raheem Sterling. Tới phút bù giờ, đội khách quân bình tỷ số với cú đánh đầu hiểm hóc của Manuel Akanji. Sang hiệp 2, Manchester City 2 lần vượt lên lần lượt nhờ công Haaland và Rodri nhưng không thể bảo vệ thành quả. Phút 67, Conor Gallagher nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến Ederson không thể bắt dính, tạo điều kiện để Nicolas Jackson ập vào đá bồi, gỡ hòa 3-3. Tới phút bù thứ tư, Ruben Dyer phạm lỗi với Armando Broja trong vòng cấm, khiến Manchester City chịu phạt đền và Cole Palmer không bỏ lỡ thời cơ để ấn định tỷ số 4-4. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử ngoại hạng Anh cứ một đội ghi bàn thì đội kia gỡ hòa, và là lần đầu tiên kể từ trận hòa 4-4 mang tính biểu tượng giữa Liverpool và Arsenal hồi tháng 4 năm 2009. Đây cũng là lần đầu một câu lạc bộ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola ghi 4 bàn và thủng lưới 4 lần qua 882 trận trong sự nghiệp huấn luyện. Rodri ca ngợi Chelsea chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công với những cầu thủ nhanh và khỏe hơn. Tiền vệ Tây Ban Nha cũng nhận định The Blue đã tuyển mộ nhiều cầu thủ chất lượng và nâng cao trình độ. Thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy kiệt sức, Rodri nói thêm. Những trận đấu kiểu này, với nhịp độ đó, chúng tôi biết việc đến đây khó khăn như thế nào. Chúng tôi cố gắng đá theo phong cách quen thuộc nhưng gặp nhiều khó khăn. Trên sân nhà, Chelsea đã gây áp lực tốt. Trận hòa Chelsea đủ để giúp Manchester City duy trì ngôi đầu và tạo khoảng cách một điểm với Arsenal, Liverpool. Rodri xem đây là điểm tích cực và muốn toàn đội tiếp tục giữ vị trí này sau quãng nghỉ quốc tế. Lúc này, chúng tôi là đội mạnh nhất nên phải tiếp tục làm việc theo cách tương tự, tiền vệ 27 tuổi bày tỏ. Mùa này, giống các mùa khác, sẽ có những thăng trầm. Nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng toàn đội thể hiện sự đoàn kết. Ở vòng tiếp theo ngày 25 tháng 11, Manchester City sẽ tiếp Liverpool tại Etihad.